Chào cả nhà nhé. Đây mình đang ở cái khu vực này là cái khu vực của cái bãi biển Cần Giờ á. Mình đang đứng sát cái khu gọi là người ta đang có thi công cái kiểu là cầu cảng á. Đây mình đang đứng ở chỗ cái khu mà ta cái kiểu ta thi công cầu cảng ở phía sau á. Phía sau thì là cái ta đang thi công. Thì cái chỗ này thì nó khá là cái bãi biển thì nó không được sạch như ở nào gì đó. Mọi người thấy đây, đây xét nói chung là nó không ở đây nhưng mà vẫn còn nói chung là ở đây là nó bẩn là cái bùn nó nhiều chứ nó không giống như Vũng Tàu là cát là nhiều, còn ở đây là cái bùn và cái sình đó, cái đất nó vẫn còn nhiều nên là cái khu này mà gọi là tắm biển hơi. Hôm nay thì thật ra hôm nay thì nước đang chảy, thủy triều đang rút nên là không có nước cũng không có nhiều. Mọi người có thể thấy hiện tại bây giờ là hôm nay là tôi đang ở mà còn giờ hiện tại bây giờ nó 6 giờ mấy sáng á. Mọi người có thấy là cái bên kia là có cái trời đang mọc nhưng hồi nãy mọc đẹp lắm kìa. Tôi có chụp hình rồi mai mốt về sẽ dựng lại cái clip lại cho mọi người có thể thấy cái trời mọc ở đây khá là đẹp đó, mọi người có thể thấy này kia là kia là tắm thì nó sẽ đẹp hơn, còn ở đây thì một phần là nó dơ, một phần nữa là cầu cảng đông người ta tắm, nó có mấy cái bảng cấm, mấy cái bảng đỏ đỏ đó là mấy bảng cấm đông. Cái chỗ này tắm nếu mà tắm thì không thể nào đi bằng gọi là đi biển biết đi ngang hay là gì, nếu mà không đi biết thì khả năng gì là chân là cao lắm. Nói chung về khu vực này thì tôi cho rằng là nó còn nhiều tiềm năng khai thác, nhưng điều chứ hiện tại thì vẫn còn khó khăn lắm bởi vì cái điều kiện nó còn hoang sơ quá, na suốt tốt mà cái này thì phải làm nó mạnh chưa thì mới ra ngoài đây được, còn lại là gọi là chỉ là cơ bản thôi. Chứ nếu mà so với biển Cần Giờ á, nếu mà so sánh thì cũng hơi cập biển, nhưng được nếu vẫn biển Cần Giờ với biển Gò Công thì cho rằng là cái biển Gò Công nó vẫn có cái lợi thế hơn, mặc dù nó nằm ở bên Tây, biển Gò Công nó có cái lợi thế hơn, nếu mà ai nhìn kỹ thì nó sẽ đẹp hơn. Mọi người thấy đây đất nó nhiều quá, bùn nó nhiều quá nên là tắm thì nó đi dơ. Có nghĩa là hôm nay thì nước nó đang gồng nên là không có tắm. Mà cái ngày hôm nay á, tôi chọn ngày hôm nay đi á, thì thật ra là để tránh cái số đông người quá, mình có thể thoải mái đáng hiểu.
phần nữa là khi mà đi thứ bảy chủ nhật nó cũng cũng vương. Chứ nếu mà thật ra thì những cái ngày bình thường á, thì ở đây cũng có khách chứ không phải vắng phải. Đấy, mọi người có thể thấy đây nè, quay mọi người đây nè, cái khu này là khu ăn uống, cái khu này là khu ăn uống của với cái của Cần Giờ nha. Đấy, có những người dân ở đó ta làm bằng cái khu buôn bán đó. Đó, ở trong kia là có một cái resort ở trong cái vùng, trong cái lùm cây đằng kia có một cái resort. Ok rồi, giới thiệu sơ với mọi người về cái bãi biển một xíu. Mọi người ngắm toàn cảnh lại xíu nha. Mà có cầu rồi, ok rồi, tới đây mình tạm ngưng đi ha. Rồi đây là có thêm những cái cảnh của Cần Giờ hay là những cái hình ảnh thì chúng ta sẽ có một cái clip về Cần Giờ. Và tiếp nữa là chúng ta sẽ đi qua bên đảo Nam.